Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Đam Mỹ Cách Tim. Phim Đam Mỹ từ lâu là một món ăn tinh thần của cộng đồng LGBT nói chung và cộng đồng hữu nam hữu nữ nói riêng. Phim Đam Mỹ Việt Nam từ lâu đã chứng tỏ sức hút của mình với khán giả với nhiều tác phẩm đổ bộ đầu năm 2021. Việt Nam đang chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy rằng Đam Mỹ Việt Nam cũng đang học hỏi và phát triển không ngừng để sáng tạo những nội dung hấp dẫn gửi đến người xem. Vì vậy, hãy cùng Cách Tim điểm danh nhanh qua top 5 bộ phim Nam Mỹ Việt Nam hay nhất mà bạn nên xem đầu năm 2021. Em là chàng trai của anh, thật thiếu sót nếu bỏ qua bộ phim Nam Mỹ Em là chàng trai của anh. Bộ phim từ những tập đầu đã lập những cú hit liên tục cũng như công phá top thịnh hành trên YouTube, điều mà các bộ phim Nam Mỹ Việt Nam trước đó chưa từng làm được, mở đầu cho sự phát triển Nam Mỹ Việt trong tương lai. Câu chuyện đáng yêu giữa cậu nhân viên quán cà phê Bạch Dương do Đỗ Hoàng Dương thủ vai và idol vạn người mê Nhật Nam do cô đi thủ vai đang có sự chuyển biến chắc chắn với chất lượng càng ngày càng lên. Đặc biệt, diễn xuất của dàn cast mới nhú chính là yếu tố bất ngờ nhất đối với người xem, cho thấy sự đầu tư bài bản và được cân nhắc kỹ lưỡng của ekip sản xuất. Hành trình đến bên nhau của Nhật Nam và Bạch Dương có tốc độ diễn biến vừa đủ, chứ không phải em và anh lao vào nhau mau lẹ ngay từ tập đầu. Hai nhân vật được xây dựng tính cách hợp lý, nhất là Bạch Dương khi là một thiếu niên kiên cường, mồm mép và có máu đanh đá trong người. Vì vậy, cậu không sợ bất kỳ ai nếu muốn kiếm chuyện với mình, dù cho đó là khách hàng đi chăng nữa. Còn Nhật Nam thì có hào quang của một ngôi sao, vì dù sao cô đi ngoài đời cũng là một idol. Thế nhưng những khoảnh khắc thường nhật cũng được xây dựng đáng yêu, không bị chinh phô quá nhiều với hình ảnh của cô đi ngoài đời. Hai mỹ nam tạo được sự đồng điệu nhất định, không có cảm giác xa cách của idol và khán giả. Mặt khác, các tuyến câu chuyện phụ của quản lý Mai Linh do Linh Mai SEO 48 thủ vai, hai chủ quán cà phê Anh Quốc do Vũ Thịnh thủ vai cũng là chất xúc tác mãnh liệt để cặp cô du mau chóng sát lại đến nhau. Là một web drama mang hơi thở giải trí cao, nhưng Em là chàng trai của anh có phần diễn xuất thật sự vượt xa hơn mong đợi ban đầu. Cặp đôi cô du vẫn đang là tâm điểm, khiến các fan điếng người mỗi khi cả hai có sự tương tác nào đó trong phim. Dù chưa chính thức tuyên bố yêu đương, nhưng Bạch Dương và Nhật Nam đã cất túi không ít khoảnh khắc áp sát đầy thân mật. Trong tập 1 thì Bạch Dương thấy rõ mồm một body săn chắc và chỗ siêu to khổng lồ nào đó của Nhật Nam, điều mà ai cũng ao ước mơ thấy. Xin lỗi mọi người, để tôi tép cái nít tôi lại cái nữa. Sau đó, hai anh chàng còn vô tình ngã đè lên nhau. Sang tập 2, cặp Nam Mỹ Em là chàng trai của anh đã có nụ hôn sạc điện khá kích thích. Theo như trailer trước đó, những tương tác nóng hổi của cặp Nam Mỹ Em là chàng trai của anh vẫn còn chất kho và sẽ sớm chiêu đãi đến các fan trong các tập kế tiếp. Dù còn là khá trẻ và mới, nhưng dàn diễn viên Em là chàng trai của anh cho đến hiện tại đang cân bằng được tiết tấu phim rất tốt, từ đó rất đáng để kỳ vọng trong các tập tiếp theo. Xét thêm về một số yếu tố ngoài phim, OST mở đầu của Em là chàng trai của anh được đánh giá là vô cùng bắt tai, càng nghe càng nghiện. Đã có không ít fan Việt lẫn fan quốc tế si mê bài hát này, thậm chí còn cho rằng nó là bài hát mở đầu phim Nam Mỹ hay nhất mà họ từng được nghe. Bên cạnh những tương tác, fan service của Cody và Đỗ Hoàng Dương ngoài đời cũng rất có duyên, dừng ở mức vừa phải mà vẫn được khán giả yêu thích. Đây là một yếu tố thành công ngay từ trước khi phim được lên sóng, giúp hiệu ứng của cặp đôi và chemistry của hai nam thần được phát huy mạnh mẽ và hiệu quả trong Em là chàng trai của anh. Sao vạt nắng. Vừa qua, phim Nam Mỹ Sao vạt nắng đã chính thức lên sóng. Lấy bối cảnh tại Đà Lạt thơ mộng, Sao vạt nắng đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị và lãng mạn. Ở tập đầu tiên, Văn do Thái Thanh Nhàn thủ vai và Nhật do Huy Du thủ vai liên tục có những phân cảnh khiến các fan không khỏi thích thú. Là bạn thân với nhau, Văn và Nhật cùng đăng ký nguyện vọng vào đại học. Trái ngược với dự đoán của mình, Văn bất ngờ khi Nhật quyết định đăng ký ngành công nghệ thông tin, trong khi anh chàng không giỏi những môn tự nhiên. Ngay sau khi lên sóng, Sao vạt nắng đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng fan quốc tế, cụ thể là Thái Lan, với nhiều lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Sự đẹp đôi của hai nhân vật nam chính khiến các fan của thể loại phim Nam Mỹ không khỏi phấn khích. Dàn cast đỉnh đẹp, chưa bao giờ coi Nam Mỹ Việt mà hóng tập 2 đến như vậy. Nhật Hà đẹp quá, dàn diễn viên đồng đều nên thấy ổn quá, là những bình luận của khán giả tại kênh YouTube phát sóng. Không giấu được sự vui mừng, cặp đôi diễn viên Thái Thanh Nhàn và Huy Du chia sẻ về cảm xúc của mình khi tập đầu tiên chính thức lên sóng. Hơn ai hết, chúng mình là những người mong đợi tập đầu tiên lên sóng nhất. Cả hai cảm thấy khá hài lòng về chất lượng mà bộ phim mang đến. Hy vọng khán giả cũng có cảm giác như vậy. Chúng mình cũng không ngờ là mọi người đã để lại nhiều bình luận tích cực như thế, đặc biệt là các bạn fan quốc tế. Có thể nói đây là một bộ phim bôi lớp chỉnh chu của Việt Nam, nên chúng mình và cả ekip cũng cảm thấy rất tự hào. Tuy bộ phim chắc chắn sẽ có những hạt sạn nhỏ, nhưng nhìn chung về tinh thần và hình ảnh mà phim mang đến, hẳn mọi người đã thấy được sự nỗ lực của cả ekip quay và diễn viên đã nghiêm túc đến như thế nào. Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và đón nhận series Sao vạt nắng nhé. Sao vạt nắng là một bộ phim Nam Mỹ kể về tình cảm trong sáng và những rung động đầu đời của một cặp đôi Nam Mỹ và những ngã rẽ đầy màu sắc trong tâm hồn của tuổi học trò, thuộc thể loại tình cảm, tuổi mới lớn, tâm lý. Phim do MCV Group hợp tác sản xuất và phát hành, được phát sóng trên kênh YouTube Come Out LGBT Việt Nam, hệ thống MCV Network và ứng dụng Netlove. Anh trai quốc dân. Bộ phim Nam Mỹ Anh trai quốc dân là một bộ phim được phối hợp sản xuất bởi ekip Oha Production và Senka, một ekip có bề dày kinh nghiệm trong việc thực hiện các bộ phim Nam Mỹ nổi tiếng nhất ở Việt Nam.
anh trai Quốc Chân ở những tập đầu, xoay quanh vào giám đốc Minh Anh và chàng trai thư sinh học giỏi điển trai Duy Tâm. Minh Anh là một người cộc tính nhưng rất thương em gái. Tuy là một giám đốc nhưng đường tình duyên của Minh Anh khá lận đận, và vào những phân cảnh đầu của bộ phim, nhà sản xuất đã rất chiều lòng fan để cho Minh Anh và Duy Tâm gặp nhau với tình huống chế trêu là cứu Duy Tâm vì nghĩ Duy Tâm tự tử. Duy Tâm là một người theo mình cảm nhận thì khá là cá tính và có vẻ là bướng bỉnh thụ. Anh trai Quốc Dân là dự án tiếp nối chuỗi những bộ phim Nam Mỹ thành công trước đó của O2 Production, có thể kể đến như Bò, Chiếc Nhẫn Ghi Lạc, Những Chàng Trai Năng Động, vân vân. Bộ phim Anh Trai Quốc Dân chắc chắn đủ làm bạn say đắm và chìm vào bể thính ngọt ngào mà cặp đôi đam mỹ Minh Anh và Duy Tâm đem lại cho các bạn. Bảo đảm sặc mùi cẩu huyết không thua kém gì Em Là Chàng Trai Của Anh hay Sao Phạt Nắng. Anh Trai Quốc Dân do đạo diễn Hồ Sĩ Hậu đảm đang. Bộ phim nói về tình yêu lãng mạn và sâu lắng, đưa ra hiện thực thường phấn đến khó tưởng. Làm con dân, ai ai cũng muốn làm bé thụ ngoan ngoãn của anh trai Minh Anh. Hiện tại, phim Nam Mỹ Anh Trai Quốc Dân đang nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng fan Nam Mỹ Việt cũng như là fan quốc tế. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng sự đầu tư chỉnh chu, gọn gàng và bài bản của ekip đã tạo nên hy vọng lớn cho nền phim boy love Việt trong tương lai. Trước mắt, phim sẽ đối đầu trực diện với hai dự án đang được quan tâm khác là Sao Phạt Nắng và siêu phẩm Em Là Chàng Trai Của Anh. Hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc chiến Nam Mỹ đầu năm 2021 siêu gay cấn với làng phim Nam Mỹ Việt Nam. Bộ phim Anh Trai Quốc Dân sẽ được lên sóng trực tiếp trên kênh O2 Production. Mọi người cùng theo dõi và đón chờ những điều mới mẻ mà Anh Trai Quốc Dân sẽ đem lại cho các bạn nhé. Ước Hẹn Làng Chài. Tối ngày 28 tháng 10 năm 2020, Dược Sĩ Tiến đã chính thức cho ra mắt teaser và bộ poster chính thức của web drama mới nhất do mình đầu tư sản xuất có tên Ước Hẹn Làng Chài. Đây là dự án đã từng được chính anh và người bạn diễn và cũng là cộng sự thân thiết Phạm Huỳnh Hữu Tài hé lộ và nhắc đến nhiều lần với báo giới, truyền thông trong thời gian vừa qua. Ước Hẹn Làng Chài hứa hẹn sẽ tiếp tục là một series đa mỹ gây sốt với cộng đồng phụ nữ nói riêng và khán giả trẻ nói chung ở Việt Nam, không chỉ vì sự tái hợp của Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài trong vai một cặp đôi, mà còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc khác như nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Lê Lộc, Giang Khàn và diễn viên người mẫu trẻ Karen, từng nổi tiếng với vai diễn Tiểu Tam trong series Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh của Hương Giang. Khác với series đa mỹ tiếng romance trước đó của cặp đôi Tiến Tài, câu chuyện và bối cảnh của Ước Hẹn Làng Chài được đặt trong một không khí thú vị hơn, đặc biệt hơn, nên thơ hơn, xoay quanh nhân vật Tiến, một chàng trai sinh viên năm cuối đến vùng biển cửa cạn để thực hiện đề tài tốt nghiệp và tình cờ phải lòng Tài. Là một chàng thanh niên trẻ vốn trầm tính, ít nói và luôn có định kiến với người thành phố vì những nỗi buồn trong quá khứ, nhiều câu chuyện và bi kịch đã xảy ra, những sự thật dần được hé lộ cùng sự tham gia của nhiều nhân vật và cốt truyện khiến cho Ước Hẹn Làng Chài hứa hẹn sẽ ngày càng kịch tính theo thời gian. Ngoài Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài trong vai bộ đôi nhân vật chính, còn có nghệ sĩ Ngân Quỳnh góp mặt trong Ước Hẹn Làng Chài với vai dì Lan, mẹ nuôi của Tài, là một người phụ nữ tảo tần, cực khổ và thương con. Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn người mẹ có thể lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả trong xuyên suốt bộ phim. Còn nữ diễn viên Lê Lộc, người cũng từng xuất hiện với vai cô giáo trong series Tiếng Romance, cũng sẽ thủ vai Huệ trong Ước Hẹn Làng Chài. Huệ là con gái ruột của dì Lan và cũng là một người bạn chân thành, thẳng thắn, tốt tính của Tài trong phim. Với kinh nghiệm làm web drama trong suốt hơn một năm vừa qua và những gì đúc kết được từ series đam mỹ Tiếng Romance, Dược Sĩ Tiến và ekip của mình chắc chắn sẽ mang đến được cho khán giả một Ước Hẹn Làng Chài trọn vẹn, ngọt ngào, dữ dội và đầy cảm xúc đến cho khán giả. Hãy cùng đón đợi và theo dõi hành trình chinh phục tình yêu vô cùng mới mẻ của cặp đôi nhân vật đam mỹ mới trong vũ trụ Tiến Tài lần này nhé. Những Kẻ Khờ. Full, Những Kẻ Khờ là một dự án phim ngắn với 4 chương, mỗi chương gắn với một thông điệp khác nhau. Với mỗi chương phim như đưa người xem trở ngược lại với những khoảnh khắc cuối cùng nhưng đẹp nhất trong chặng đường mang tên thanh xuân. Câu chuyện trong Những Kẻ Khờ kể về những người trẻ đang đứng trước bước ngoặt của cuộc đời và cách họ đối mặt cũng như giải quyết đã ảnh hưởng như thế nào đến tương lai sau này. All Good Things Come to an End chính là tagline của dự án. Ngày bế giảng chiều do Trường Đặng thủ vai, theo kế hoạch đi rước thiên cho Nguyễn Việt Hùng thủ vai và Thụy cho Đỗ Anh Hào thủ vai. Dự lễ trong bộ lễ phục dành cho học sinh đạt thành tích tốt nhất trường, hành trình vốn dĩ từ nhà Triều đến Thụy rồi đến thiên, bỗng đổi hướng chạy đến nơi nào cũng được trừ trường học theo lời này nỉ của Thụy. Cả ba đi thẳng ra thành phố biển, chuyến đi đột ngột tiết lộ lý do vì sao Thụy không muốn dự lễ bế giảng, vì sao thiên trở nên nổi loạn và ẩn tình thầm lặng của cả ba dành cho nhau. Cuối chuyến đi, thiên thú tội với Triều về chuyện cậu đã lặng lẽ ngăn cản Triều và Thụy đến với nhau khi biết cả hai đã có tình cảm cùng nhau. Nhưng giờ đây Triều cũng không thể đến được với Thụy vì Thụy đã có người yêu. Triều giận dữ và đưa Thụy về thành phố. Ngày hôm sau, Thụy báo với Triều rằng Thiên đã được ba mẹ đưa đi nước ngoài sớm hơn dự định. Triều lại bắt xe ra biển. Đứng trước biển, cậu suy nghĩ về hành động của Thiên cũng như tương lai của cả ba người. Dàn diễn viên trong phim Những Kẻ Khờ cũng là những gương mặt sáng và không quá xa lạ với khán giả. Ngoài Trường Đặng, sinh năm 2000, đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc diễn xuất khi đã từng tham gia nhiều dự án như web drama Gen Z hay MV Mình Hẹn Hò Nhau Đi. Còn về phần Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1999 thì lại khá đa dạng bên mảng MV ca nhạc, TVC quảng cáo và thời trang vì anh từng là top 20 Việt Nam Next Top Model. Trong khi đó, Đỗ Anh Hào sinh năm 1999 là một nhân tố còn khá mới mẻ và đầy triển vọng. Hứa hẹn sẽ mang đến những nét diễn xuất tự nhiên và không để khán giả phải thất vọng. Những Kẻ Khờ được ra mắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 và phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube của IB Studio. Trên đây là top 5 bộ phim Nam Mỹ Việt Nam hay nhất đầu năm 2021. Chắc hẳn vẫn còn nhiều hải sản, nhưng nhìn chung thì nền phim Nam Mỹ hiện tại của Việt Nam
đang đi đúng hướng và làm rất tốt. Từ những phân cảnh ngọt ngào cho đến những hành động cực kỳ cẩu huyết, thì chúng ta nên đặt một tia hy vọng cho sự phát triển về lâu về dài của nền điện ảnh Nam Mỹ Việt Nam. Phát triển hơn trong tương lai nhé. Đừng quên đăng ký và theo dõi các team ở những video Nam Mỹ sớm nhất nhé.